kế hoạch Bphone 3 tại nước này. Trong bài báo, ông Hiệp chia sẻ về chiếc điện thoại thông minh do BKAV sản xuất, kế hoạch phát triển sản phẩm tại thị trường Myanmar cũng như giới thiệu về BKAV. Bộ đôi Bifone 3 và Bifone 3 Pro sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Myanmar từ đầu tháng 7 năm 2016 tại gần 100 cửa hàng Mitel trên khắp đất nước này. Mitel là liên doanh di động Myanmar có việc theo chiếm 49% cổ phần. Khi được hỏi về kế hoạch phát triển Bifone tại Myanmar, Ông Hiệp cho biết tập đoàn BKAV đến đất nước này không chỉ vì mục đích thương mại mà còn là một công ty có trách nhiệm xã hội, hy vọng sẽ mang lại trải nghiệm di động tốt nhất để phục vụ khách hàng Myanmar với chiếc điện thoại an toàn nhất thế giới. Trong trả lời phỏng vấn trên tờ báo lớn của Myanmar, tổng giám đốc BKAV Myanmar cũng chia sẻ rằng BKAV không chỉ là là tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam về bảo mật mà cả nghiên cứu, chế tạo phần cứng như nhà thông minh smartphone. Sản phẩm BKAV chuẩn bị bán tại Myanmar là chiếc điện thoại mới nhất và tốt nhất của hãng có thể thấy BKAV đã chuẩn bị rất kỹ cho Bifone trong lần chinh phục thị trường Myanmar này. Sau khi thành lập công ty BKAV Myanmar đầu năm nay, Bifone 3 đã xuất hiện cùng Mitel trong quảng cáo trên các kênh truyền hình phổ biến nhất Myanmar. Tại đó, ngôi sao hạng A của Myanmar là Nay Toe đã đọc rap quảng cáo gói cước tính theo từng giây của Mitel với điện thoại Bifone 3 trên tay người, dùng đủ mọi đối tượng từ doanh nhân, trí thức đến sinh viên, người nông dân. Myanmar được xem là thị trường tiềm năng với tỷ lệ tăng trưởng mạnh của các sản phẩm tiêu dùng công nghệ trước bkav một số thương hiệu lớn của việt nam đã xuất hiện tại quốc gia này và gặt hái được những thành công nhất định